Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nội thất Giáo Kho. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chủ đề thú vị và hữu ích, đó là hướng dẫn mua sofa chiller cho phòng khách nhỏ. Bạn đang tìm kiếm sự thoải mái và tiện ích cho không gian sống của mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách chọn sofa chiller phù hợp nhất trong phòng khách nhỏ của bạn. Khi bắt đầu, hãy cùng chúng tôi định nghĩa một số khái niệm cơ bản. Sofa chữ L là một lựa chọn thông minh cho các phòng khách có diện tích hạn chế. Với thiết kế góc vuông, sofa chữ L tối ưu hóa không gian và tạo ra một không gian sống tiện như bạn đã. Đầu tiên, hãy tìm hiểu về kích thước của sofa chữ L. Khi chọn mua sofa chữ L cho phòng khách nhỏ, kích thước là một yếu tố rất quan trọng. Mình phải cần xem xét với phòng khách nhỏ. Bạn nên chọn sofa chữ L nhỏ hơn để tránh làm cảm giác phòng khách của mình trở nên chật chội. Tiếp theo, bạn cần xem xét vật liệu của sofa. Sofa gỗ chữ L thường được ưa chuộng vì tính đa dạng của trong thiết kế và độ bền cao. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một phong cách hiện đại và sang trọng, sofa da chữ L cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lựa chọn tiết kiệm hơn, sofa chữ L giá rẻ có thể là một sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm tra chất lượng và độ bền của sản phẩm trước khi quyết định mua sản phẩm. Nếu không gian phòng khách của bạn có hình dạng phức tạp, sofa góc chữ L có thể là một sự lựa chọn tối ưu nhất. Với thiết kế này, bạn có thể tận dụng mọi góc cạnh của phòng khách một cách hiệu quả. Cuối cùng, đừng quên lựa chọn màu sắc và phong cách phù hợp với không gian sống của bạn. Với phòng khách nhỏ, nên chọn các gam màu nhạt và trang nhã để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cách chọn sofa chữ L phù hợp cho phòng khách của bạn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có được một không gian sống thoải mái và đẹp mắt. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video và hữu ích nào từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.